con vàng T3 anh em nhé. Con T3 thì cái phần mềm của nó như này anh em nhé. Đấy, cái dài main out của nó tận 24 cần nhé, 24 cần luôn. Rate này, center swoop này. Thì đối với con này thì khi anh em mà muốn giới hạn, ví dụ như là đặt cái chế độ khởi động của nó ở bao nhiêu chẳng hạn, thì trên cái phần mềm của nó ấy, thì nó sẽ không hiển thị là cái limit star đâu. Thì anh em vào cái phần phím F7 anh em nhé, ấn phím F7 này, trên phần mềm này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Đấy, một cái bảng như thế này anh em nhé. Thì mình có thể đặt được là đây, mix star này, anh em nhìn thấy rõ không? Mix star volt. Đấy, music star volt. Mình muốn đặt nó khởi động bao nhiêu nhá, và max của nó. Rất là nhiều con khi trước thì anh em sẽ thấy là nó bị giới hạn ở cái đoạn này, nghĩa là khi mở to lên nó không to quá được số 15 hoặc là số mấy thì nó đặt giới hạn rất là nhỏ. Đấy, rất là nhỏ anh em nhá. Đây nó có phần khóa cơ. Lock panel nhá. Đấy. Thì anh em bấm F7 và có thể mở. Nếu anh em nó có mật khẩu thì sẽ mở được mật khẩu đấy anh em nhá. Mở mật khẩu đấy. Con này thì em đã mở mật khẩu rồi cho nên là nó không hiện nữa, nhưng mà nếu mà con khác cắm vào thì nó sẽ vẫn báo mật khẩu. Và những cái con sau thì em sẽ quay cái đoạn để mở mật khẩu cho anh em xem nhá. Đấy, con đoạn này đã mở rồi anh em nhá. Đấy, là về cái con T3. Tiếng nhạc và súp rất là hay anh em nhá. Anh em có thể xem để em sẽ mở. Đấy, mở lại mà.